Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về proxy object. Thì proxy object là một cái object tạm thời được tạo ra khi mà Hibernate gọi vào trong database để lấy ra dữ liệu thông qua một cái object nào đấy. Thì proxy object được tạo ra trong quá trình runtime và nó sẽ extend trực tiếp từ cái original entity class, tức là class mà chúng ta đang sử dụng. Proxy object sẽ sử dụng cái original entity để lấy ra những cái normal attribute như là string hay là như integer chẳng hạn, tức là những cái normal attribute như name hay là id như chúng ta đã làm. Và ý nghĩa nổi bật nhất của proxy object là che giấu đi cái cơ chế lazy loading đối với những cái collection attribute. Ở phần thực hành mình sẽ giải thích rõ hơn về proxy object.